Dạ con xin mến chào tất cả quý cô chú, chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lập Tỉnh Miền Tây ha. Hôm nay thì con tiếp tục mời quý cô chú mình ghé lại vườn của anh Thành tại nông trường Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ của thành phố Cần Thơ quý cô chú. Dạ. À, trước mắt quý cô chú là một cái cây sọp. Dạ. Sọp đỏ rất là to ha. Để hôm nay con với anh Thành giới thiệu đến quý cô chú cây này và mời quý cô chú cùng xem và giao lưu với anh ha. Dạ. Rồi em chào anh Thành ơi. Dạ, chào Khánh ạ. À. Dạ em chào quý cô chú anh chị nha. Dạ em là Thành ở Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Dạ hôm nay em có dòm có sọp già khủng nha quý cô chú anh chị. Dạ, dạ. Một cái sọp khủng. Dạ có xoài cát hòa lộc và có phôi lê kima rồi trang mẫu đơn trang thì nhiều loại luôn quý cô chú anh chị, nói chung là nhiều loại. Dạ rồi dạ số điện thoại Zalo của em 0939825739 đó cũng là số Zalo ạ. À. Rồi số 1 là cây sọp này anh ha. Dạ số 1 cây sọp, em không mất thời gian quý cô chú anh chị, em vô nha. Rồi anh đứng lên đó. Dạ em kể như mặt đầu bầu lên đi. Mình tính 3 mét đi anh ơi. Dạ 3 mét đi. Cây dạ. Dạ, mình có thể rút đồ này nọ lại tùy thích. Tán rộng 2 mét thôi Khánh ơi. Dạ, cao 3 mét rộng 2 mét. Dạ. Đây nè của chú quá trời dạ. Cái bệ nè. Cây này một cốt trực tàn đa anh ha. Dạ. Cây này là em bao quý cô chú anh chị là trên 2 tấn nha quý cô chú anh chị. Trên 2 tấn anh ha. Dạ, có cẩu 2 tấn mà cẩu lên không nổi đó. Mình có thử đo cái thân này nó nhiêu chưa anh? Dạ, có cũng để đo tham khảo cái. Rồi khách Khánh dịnh dùm cái khách. Rồi đây. Ồ nói chung không tới đâu chứ. Không tới đâu hết trơn ha. Rồi lấy cái chớp đó đi anh. 4 5 5 gan nữa là mét nữa. Dạ mét nữa là 2 mét rưỡi hoành thân đó Khánh ơi. Hoành thân là 2 mét rưỡi. Dạ. Anh dắt cái thước ngang cái bầu luôn đi anh Thành ơi. Dạ. Nói chung là nhìn không tới đâu rồi. Cái đường kính bầu chắc cỡ mét 8 mà Khánh. Mét 8 anh ha. Dạ. Mình đo chỗ này chứ đúng là mét 8 ạ. Mấy cái chày này là do vận chuyển anh ạ? Vận chuyển rồi em có xử lý rồi nè, em có xử lý keo rồi nè. Đế nó đều hết trơn. Dạ. Đế đều gan hết trơn. Cây thì em để gì đó nhưng mà khi em quay rồi là em ủ cắm dừa lại. Chỉnh sửa lại. Dạ. Dạ. Đây con gọi cái mặt này cho quý cô chú xem là sao. Cái này nó giống như bàn tay nha. Dạ. Ở trong đây là thiên nhiên nó không có lỗi một gì hết. Dạ. Em cái kẻ của cái thân thôi anh. Dạ. Y gan như bàn tay nè. Dạ rồi. Kẻ thân không có lỗi một gì hết. Này trực tàng đa ha, về mình dạ. Có thể mình cưa mình cắt lại tùy ha quý chú. Cây này to cũng. Dạ, quý cô chú chị đặc biệt là hôm nay là em toàn cây là em ship toàn quốc hết nha quý cô chú anh chị. Cây này ship toàn quốc luôn anh. Dạ ha. Em ship toàn quốc luôn ha. Dạ. Một cây sọp đỏ quý chú ơi, ảnh dạ. Cây này mà ảnh ship toàn quốc cho mình luôn ha. Con cũng quay kỹ kỹ cho mình xem cây này luôn. Rút bớt cái đế anh ha. Dạ em để gì quý cô chú anh chị, em để như vậy đó, em chỉ quay rồi em chỉ ủ cắm dừa cho nó mát cây thôi. Dạ. Đây nhìn dạ. Cái mặt này là mặt tiền rồi, mình nhìn mặt đế luôn rồi quý chú dạ. Ha. Rồi anh đứng lên cái cây này luôn anh hả? Dạ. Rồi cây này giá như thế nào đây anh? Dạ em giao lưu 19 triệu thôi với ship toàn quốc. 19 triệu. Dạ. Rồi để con lấy xa ra cho mình xem ha, chú đứng bên đường này lấy cái cho quý chú mình xem ha. 19 triệu ha. Dạ. Anh Thành bao ship toàn quốc. Dạ. Dạ. Mình cứ kết bạn Zalo thêm ảnh gửi hình thêm cho mình ha chú, một cái cây giáng trực tàng đa rất là khủng luôn, trên 2 tấn anh ha. Dạ trên 2 tấn, em chính xác 100% em cẩu 2 tấn nhưng mà đem lên đem xuống rất là khó khăn à. Cái bộ chân cành này nếu dạ. Mà về quý chú mình cắt lại rất là đẹp quý chú. Dạ, rồi. Mình tiếp dạ. Tục luôn anh ha. Dạ. Rồi tiếp anh Thành ơi. Dạ, cây số 2 là cây lê kima già quái, nó có lũa nghe quý cô chú anh chị. Ai thích lũa thì để em đo cái. Rồi tính từ hết chân cái bầu luôn đó là khoảng 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi anh ha. Dạ, tính luôn từ mí bầu đầu đuôi tính hết luôn hết trơn đó. Nó nằm vậy đó ha. Dạ. Nằm dương dương ra ở đây con thấy nó ra trồi mục rồi nè. Đây nó lũa nè mà nó quá đá rồi nè Khánh. Này lũa ở dạ dưới. Dạ. À. Ừ. Chắc hồi đó nó đụng nước quá. Dạ. Nó nằm kiểu này thì nó đụng nước luôn chứ. Rồi em thấy nó quá ghẹ bứng cũng gần tháng mấy hai tháng rồi. Em thấy tỷ lệ sống nó cao em mới giao lưu với cô chú anh chị nha. Dạ. Rồi thôi mình đo hoành thân sơ sơ đi anh ơi. Hoành thân giờ không biết đường đo luôn. Rồi ngay đó đi. Hoành thân vị trí này được 55. Dạ 55. Rồi nó đóng cái giá gì đó Khánh ơi, chứ giờ không biết đường tả nữa Khánh. Hai ba cộng rễ vậy đó chú, rồi nó vô. Không mà nghe. Rễ nó vô ba cộng đây nhưng mà ở dưới đây dàn rễ dữ lắm.
rễ là cứng khừ luôn đó nè. Tỷ lệ sống cao em mới giao lưu, em để là 1 tháng rồi. Có thấy ra chồi mục vậy nè anh ha? Dạ. Rồi cây này giá nhiêu đây anh ơi? Dạ cây này thấy vậy chứ tỷ lệ nặng với già quái dữ lắm. Em xin giao lưu là 4,5 triệu á. Phí ship toàn quốc với cô chú anh chị luôn. 4,5 triệu anh ha? Dạ. Dạ. Rồi. Cây em bao sống với cô chú anh chị nha, an tâm chăm nha. Dạ rồi. Rồi tới rồi cây số 3 là cây sồi cát hòa lộc, cây này cây rép nha quý cô chú anh chị. Sồi cát hòa lộc, cây rép. Dạ. Cây em có được 10 cây nha quý cô chú anh chị. Cao là tính khoảng 2,5 m đi anh ơi. 2,5 m á. Ngang 1,5 m đi Khánh ơi. Dạ. Cây này em cũng đã để lại một đôi 3 tháng rồi quý cô chú anh chị, giờ nó đâm tược nó già lấy ra bông luôn Khánh. Rồi về mình có cần nhu cầu sân vườn hay là bóng mát, dạ, gì đó thì mình liên hệ với anh ha. Dạ em quay 2 cây tượng trưng thôi anh ơi. Tượng trưng là cây là nhỏ nhất nha, còn mấy cây bự hơn nha quý cô chú anh chị. Em có được 10 cây nha. Dạ. Rồi đo hoành thân luôn anh ơi. Rồi báo giá luôn. Em đo cái thoát thân nó được 83. Hoành thân nó gì được 49. Dạ rồi. Cát hòa lộc. Cát hòa lộc cây ghép nha quý cô chú anh chị. Đây, già em thường lại ra bông già lại luôn quý cô chú anh chị. Rồi một cây là như thế này là như anh á. Dạ cây sò cát hòa lộc này em xin giao lưu 2,9 triệu phí ship toàn quốc ạ. 2,9 triệu anh hả? Dạ ship toàn quốc luôn. Toàn quốc luôn, bữa nay trong clip em là toàn quốc hết, nhỏ lớn về cũng toàn quốc hết. Dạ luôn. Rồi chơi lớn luôn. em mới biết được cái xe Bắc Nam, em chơi lớn luôn. Tiếp anh ha. Dạ rồi tiếp là cây số 4 cũng là sồi cát hòa lộc nha quý cô chú anh chị. Rồi nó tương tự vậy thôi. Cây này tỷ lệ sống cao 100% nha. Rồi cao khoảng 1,8 m đi Khánh ơi. Ngang thì 1 m. Ủa ngang này không được 1 m đi Khánh ơi. Ngang là 70 à. Mấy này thì mình bứng mình rút tàn ha. Dạ bứng rút tàn rồi thừng lại rồi nó ra lại nó già lại ra bông luôn được Khánh. Em thấy ra bông rồi ra chồi tu tủa hết trơn nè. Chồi quá trời luôn nè quý chú. Rồi chắc hoành thân chắc cũng vậy anh ha. Dạ hoành thân nó cũng như vậy hả. Rồi cao được 1 m, hoành thân cũng 50 49 50 luôn. 49 50. Ừ. Rồi cây này giá nhiêu đây? Dạ cây này cái tàn nó hơi thiên tốn, em xin giao lưu 2,7 triệu phí ship cũng toàn quốc luôn Khách. Dạ mình dạ biết. em có 10 cây như sồi cát hòa lộc như vậy nha quý cô chú anh chị, lấy hết thì em giảm phí ship nha, em vẫn ship toàn quốc nha. Dạ cát hòa lộc thôi chú. Dạ dạ rồi lấy hết thì giảm phí ship toàn quốc hết luôn anh ha. Dạ ship toàn quốc hết luôn. Rồi rồi mình tiếp tục anh ha. Dạ rồi tiếp tục cây số 5 ha chú. Lát dạ. Cặp trang này mình sẽ giới thiệu sao cho quý chú rồi. Cây dạ. Số 5 là cây thanh trà. Dạ cây thanh trà em thường lại lâu rồi nha quý cô chú anh chị. Cây thanh trà ngọt nha. Thanh trà ngọt ha anh. Dạ ha. Dạ dạ em bỏ lưới cước em thường em bỏ lại gì đó. Cao nó kể như 1,8 m đi, tự tính từ mặt bầu lên 1,8 m, 1,7 m đi Khánh ơi. Dạ cao 1,7 m. Rồi tán ngang nó 2 thân gì nữa. Khỏi tính anh ơi. Dạ. Cái này nó phôi lên mà. Ừ, cái này em nó thừng lại rồi. Rồi. Nó cái này nó là một cốt mà nó 2 thân em. Em đo vị trí này như là 36 đi anh ơi. Dạ 36 đi. Dạ. Ừ, nó lên 2 thân nó gì nè quý cô chú anh chị. Rồi. Cây này em thuận lại là 5-6 tháng rồi nha quý cô chú anh chị, tỷ lệ chết không còn nữa nha. Thanh trà ngọt. Thanh trà ngọt. Dạ. Dạ rồi nó vậy thôi. Dạ nhiêu đây anh ha. Dạ cây này nhiêu? Cây này em xin giao lưu là 2,5 triệu phí ship toàn quốc à Khánh ơi. Một cây thanh trà ngọt. Dạ em có hình trái hết nha quý cô chú anh chị. Dạ. Cái cây này cũng đặc trưng quý cô chú. Dạ. Ở trong miền Nam chỉ có một số chỗ có thôi ha, chẳng hạn. Dạ. Như Trà Ôn Vĩnh Long rồi mới có thôi. Bình. Dạ. Minh Vĩnh Long. Chứ... Cây này em đem về từ Trà Ôn Vĩnh Long luôn nè. Mấy chỗ khác ít có rồi chú. Cây thanh trà cũng đặc sản của Vĩnh Long luôn. Rồi tiếp tục anh ơi. Rồi. Đây con thấy có cặp trang trắng rất là đẹp. Dạ. Quý chú. Mã số 6 đi anh ha. Số 6 là trắng lá chung anh hả? Trắng lá chung. Này hầm khoắn chứ ở này phải trắng lá chung. Trắng lá chung quý chú. Là cây này là nó quá già là đọt nó dày đặc hết trơn quý cô chú anh chị.
Em tính từ mặt đất lên đó là 47 hả quý cô chú anh chị? Cái gì anh, lộn thước rồi đó. Lộn thước. 5 mét á. Đúng rồi. Mét. Một mét lại 2 nhưng 1 mét. Lộn 1 mét. Dạ. Cao là 1 mét. Rồi ngang 1 mét, trên 1 mét nhưng mà tính 1 mét luôn. Rồi, vậy đi cho nó tròn anh ha. Dạ. Cao mét, ngang mét. Trắng lá trùng rất là đẹp quý chú ơi, dòng này bây giờ ít có thấy lắm. Cây này khá già nghe quý cô chú anh chị. Dạ. Cây tàn thì mình trơn hết trơn rồi, mình đây, cây rất là già nè. Bộ đế có luôn ha quý chú. Cây này em đã thần lại cũng như là em đã trồng lại, em đã thần lại hết. Dạ. Rồi. Ở đây thì nó hơi có cái là mé mương khánh đi vòng vòng không được, nhưng mà em bao phía trong phía ngoài là tròn đều y gan như nhau hết. Chứ bành vậy ha. À dạ. Không có lệch chỗ nào hết. Trồng vô quý chú. Rồi đo hoành thân giúp em luôn đi quý chú. À, cái này ha, cặp này mà lên chậu cái là hết sảy luôn anh Thành ha. Dạ. Hoành thân nó vị trí này là 16 thôi Khánh ơi. 16, đặc biệt có dạ. Đế. Rồi đế nó là. Đế luôn đi anh, dòng cái thước đế cho quý chú mình theo dõi. Đúng rồi, hào hào cái đế đó giúp em. Cây này là nằm chậu rồi, em gì em thần xuống đất đồ này kia là nó giai đoạn nó dài, nó già, nó dài dữ dạ. Lắm. Hảo hảo đi, đế rồi hoành đế này như 90 đi Khánh ơi. 90 anh ha. Ừ. Dạ, nói chung là tàn tròn do mịn. Đây con tròn vòng cái cho đế mình. Đế này em nằm lắc không có ảnh hưởng gì chứ. Dạ. Rồi. Này mình bán cặp anh hả hay là bán từng cây lẻ anh Thành? Kêu từng cây đi, nhưng mà rồi. Cô chú chị thích cặp em giảm nhiều. Dạ. Rồi mã số 6 là hồng phấn trắng lá chung là 2 triệu phí ship toàn quốc luôn Khánh ơi. Dạ 2 triệu cho cây này ship dạ. Toàn quốc luôn. Vậy là mình tính số tiếp theo luôn đi anh, số 6 đi. Đây số 7 nè. Số 7. 67 mình có thể chơi cặp nha dạ. Quý cô chú. Này như là huynh đệ chồng vợ, cao cũng là 1 mét Khánh ơi. Cây này mình nhìn bên kia mình tưởng nó nhỏ hơn, thực ra là nó cũng tàn y gan vậy. Rồi ngang cũng 1 mét luôn. Cao mét ngang mét. Hai cây này vô chậu cực đẹp luôn quý chú ơi. Quá trời bông nè, bông trắng nó rất là xiên bông luôn. Sợ gì anh nói báo hồng hồng là cái chốt này nó lên nó sọc sọc hồng hồng vậy đó anh ha. Dạ. Đó, chốt nó sọc sọc. Cái này là kêu hồng phấn trắng chứ. Hồng phấn này kêu trắng lá chung. Trắng lá chung. Dạ dạ. Rồi. Tàn thì cũng tròn y gan như cây kia. Ừ. Phía ngoài mương đầu này cũng y gan gì nghe quý cô chú anh chị, an tâm nha. Dạ. Quá trời bông luôn, bông rất là nhiều. Bông kinh khủng anh ha. Dạ. Mỗi đầu đọt mỗi có bông, đặc biệt có đế cây già. Quanh 15. 15. Gần 16 nhưng tính 15 thôi. Dạ. Còn cái cũ này chắc cũng là 7-80 Khánh ơi. Rồi. Rồi 70 tính 70 Khánh ơi. 70 anh ha. 70. Cây cũng sạch liền anh ha. Ừ, sạch liền. Không có bị mục lũa gì hết. Rồi anh đứng giữa hai cái cây này giúp em cái. Một cặp này bố chú. Đó. Rồi cây mã số 7. Là 1 triệu rưỡi phí ship toàn quốc hả Khánh ơi. Cây này 1,5 triệu thôi anh hả? Dạ. Cây này thì nó bự hơn, to hơn thì 2 triệu anh ha. Dạ. Cây này 1,5 triệu, còn lấy hai cây thì anh bớt chút đỉnh cho mình nữa ha cô chú. Lấy một cặp thì có bớt. Dạ. Rồi, mình tiếp luôn anh ơi. Rồi quay qua là một cặp đỏ nó nhỏ. Cặp nào đây? Cặp nào đây? Có lựa nè, cặp nào. Em mới tới 4 cây lận nhưng mà lựa cặp nào cho nó xứng với nhau. Nó có bộ 3 cây giống nhau luôn nè cô chú. Ừ. 3 cây y gan nhau luôn nè. Rồi bây giờ mình cây số 8 đi. Số 8. Cao tính từ mặt đất lên là 1m35. Quá trời bông quý cô chú ha. Kinh khủng quá, ở dưới này, ở dưới đất nó bông. Dễ dễ. Tán ngang số đo thì quý cô chú anh chị an tâm, số đo tán ngang là 1m3. Cao là 1m35. Bông kẹo nẹo luôn ha cô chú, bông với nụ. Dạ. Phía nằm ở phía ngoài đó Khánh quay không được, nhưng mà em vẫn bao quý cô chú anh chị ngoài như trong như ngoài nha. Dạ thấy hết anh ơi. Dạ. Dạ thấy. Đây con cũng cố gắng đi lấy hết cho mình ha. Nói chung nó tròn xe đó cô chú. Dạ. Cây nào cũng như tròn hết trơn á. Thôi vô hoành thân luôn anh ơi, một cúp. Dạ. Một cúp. Dạ em đâu cái thoát thân trước tới đây vị trí này là 33. Dạ rồi. Hoành thân 17. Hơn 17 cô chú. Mình dạ. Tính 17 đi. Cây này mình cũng đặt thừng anh thân, Thành. Nè, thừng lấy nè nó. Dạ. Cái bầu lâu rồi anh ha. Dạ thừng lâu rồi, hơn 1 năm rồi. Cây thừng lại mà nó ra bông vậy là nghĩa là đã là sống khỏe mạnh rồi đó. Rồi mã số 8. Dạ mã số 8 cây này anh xin giao lưu. 2,2 triệu. Phí ship cũng toàn quốc Khánh ơi. Quá đẹp cô chú ơi, 2,2 triệu thôi.
cây tàn tròn xe luôn ha. Dạ. Rồi. Rồi đến cây số 9. Số 9. Cũng là đỏ lá nhỏ nha. Bông nó như thế này nó cao lên cũng 1m35. Cây này quá trời, cũng quá trời anh ha. Dạ. Ngủ à. Hết biết luôn. Cây sông khỏe sông mạnh, em thuận lợi sông khỏe sông mạnh là quý cô chú nha. Rồi ngang tán rộng nó cũng 1m3, cao 35, tán ngang cũng 1m3. Dạ rồi. Nói chung tới 1m3 hết đi. Dạ. Cao 1m3, ngang 1m3. Đây thân đóng dáng hơi đẹp, bộ xương tàn đó. Một cốt mở lên 3 thân. Dạ. Rồi đo quanh thân luôn này. Mấy cây này quý chú về vô cái chậu đẹp ha, để dạ, trước nhà rồi rực rỡ luôn. Quanh thân cây này thì nó hơi to hơn, trên 20 nhưng cái 20 thôi Khánh ơi. Dạ. Để em đo cái thốt thân. Gần 21. Dạ. Thốt thân nó được 19. 19. Dạ. Dạ. Mấy cây này có thuần rồi ha chú. Dạ. Có trên bầu xuống. Trên bầu xuống rồi, xuống đây là em đã xuống đây là 1 năm rồi đó. Rồi anh Thành ơi, cây này giá nhiêu đây ha? Dạ cây này là 2.9 triệu phí ship toàn quốc luôn Khánh ơi. Mã số 9. Mã số 9, 2.9 triệu luôn. 2.9 triệu luôn. Bông rất là đẹp của chú ơi. Dạ. Cây thì con thấy sạch sẽ liền lạc ha, không dạ, có bị mục lũa gì hết ha. Quý chú cần thêm hình ảnh thì cứ kết bạn Zalo với anh Thành quý chú. Ảnh còn nhiều trang lắm nha. Ngoài những cái cây này ra, đây quý chú thấy nguyên cái bờ bao ngạn vuông ốc rồi quý chú. Rất là nhiều trang phía bên kia. Lá chung cái màu gì cũng có. Dạ. Rồi cây số 10 là cái gì anh? Số 10 là có một cây trang đó nó cũng giống đó ha quý chú. Mình có cần thì mình cần thêm á, mình cứ liên hệ anh ha. Đó, một số cây một hàng vậy nè. À. Rồi số 10 đi. Số 10 là vàng lá nhỏ nha. Cây này em để trong chậu nhìn thấy nó màu vậy nhưng mà cây này về là rất là sống khỏe quý cô chú anh chị. Tính từ mặt chậu lên khoảng 1m6 Khánh ơi. 1m6. Anh có một cặp vàng luôn. Hai cây thốt thân cao. Rồi ngang 1m luôn. À, hôm nay trang của anh Thành rất là đẹp quý chú ơi. À. Vàng lá nhỏ là cây này em để trên chậu nè. Dạ để trên chậu. Vàng lá nhỏ. Đặc biệt là thốt thân cao anh ha. Dạ, một cao 1m6 ngang 1m đó quý cô chú anh chị. Mã số 10. Mã số 10. Cái thốt thân nó được gì được kể như là 81. Dạ 80 thôi. Dạ. Hoành em đo vị trí này. 16. 16. Rồi. Dạ. Nguyên cục đế vậy đó ha. Nguyên cái bầu chớn cái bầu vậy nè. Cây này về vận chuyển qua tới Trung Quốc thì cũng sợ đó. Mã số 10. Rồi giá như là anh ha. Dạ, cây này em xin giao lưu là 1.7 triệu là phí ship toàn quốc luôn ạ. 1.7 triệu thôi của chú ơi. Dạ. Thoát thân cao, cây này cũng vậy đó nè. Dạ. Như tàn dù vậy đó, thoát thân dạ, cao lắc lượng ha. Rồi cây 11 luôn. 11. Cũng là một trang vàng. Dạ, trang vàng lá nhỏ. Thông số như nhau luôn, 1m6. Dạ, 1m6 ngang cũng 1m luôn. Thân này nó hơi lắc lượng tí. Quý cô chú có thể lấy một cặp mình chơi ha, rất là xứng luôn. Dạ để ở xe em đo thử cái rồi cái này thoát thân nó hơi chân dài mỹ nữ, thoát thân 1m nha. Dạ, chân dài mỹ nữ. Dạ. Thân cái này là tại em buộc đừng cho nó chạy chứ trong đây là không có gì nghe quý cô chú anh chị. Cái dòng xưa của chú, vàng dạ, xưa lá nhỏ ha, nó cái lá nó nhỏ xíu à. À mình buộc này đang chặn dây thôi ha, chứ thôi nó không bị gì chứ. Nó không có thể giúp gì hết. Rồi đo giúp em cái hoành luôn. Hoành cái này là hơi bự hơn nha. 19. Dạ. Em siết cái dây luôn là 19 đó. 19. Rồi. Nhưng mà tàn nó hơi khiên tốn cũng đế cũng có nè. Dạ. Cây lắc lượng. À, con đi lấy mặt này cho mình xem cái ha. Một cặp như thế này, thốc dạ, thân cao vậy nè. À, cũng có thể là quý chú nào thích vô dây thì về bung ra cũng được. Để chơi tàn tự nhiên cũng hay. Rồi cây này giá sao đây anh ơi? Dạ, cũng là 1.7 triệu luôn đi Khánh ơi. Số 11. À, số 11 cũng là 1.7 triệu luôn. 1.7 triệu luôn ha. Dạ. Cây dạ, này đúng ra là phải cao hơn chút xíu, cây này nó hơi đẹp. Đẹp hơn, to hơn. To hơn, đẹp hơn, lắc lượng. Cái đường thân nó già rồi, nó già. Dạ. Cây nó già. 1.7 triệu một cây. Dạ. 10, 11. Rồi, tiếp anh ơi. Rồi, 12 là cây... Cây nào đây? Đỏ Dubai. Đỏ Dubai. Dạ, cũng là mỹ nữ trên gà luôn. Hôm nay trang nhiều ha, rồi, quá dạ, trời cái đỏ Dubai nó đẹp. Rồi, cao là tầm khoảng 2m đó Sử ơi. Ủa, đồng, Khánh ơi. Bông nó đỏ rực cái trơn anh ha. Bông đẹp. Đỏ Dubai thì bông đỏ nó Dubai, to, bông nó to đỏ rực.
Rồi thắng ngang được 1m1. Ngang 1m1, cao 2m. Dạ. Chân dài mỹ nữ. Rồi em đâu có khó khăn tới chi cành đầu tiên nè. Là được 1m luôn đó Khánh nè. Dạ. Rồi giới thiệu mẫu cây thôi ha, quý chú nào có quan tâm thì còn nữa nha quý chú. Dạ. Còn em, ha. Còn em còn nhóc thấy mùa này bông quá đi giao lưu với quý cô chú anh chị. Lựa cây đẹp giao lưu trước. Dạ. 16 hoành. À, rồi hoành đây 16. Đế cũng có nè quý chú. Cái này nó hơn nó cái đế nằm nó phải tầm khoảng 1 tấc á quý cô chú anh chị. Cái này là bao đế luôn. Bao đế luôn. Rồi con đi hồi chắc lọt mưa quá. Dạ. Rồi giá nhiêu đây anh ha? Dạ, cây này 1 triệu 2 phí ship toàn quốc luôn Khánh ơi. 1 triệu 2 thôi anh hả? Dạ. Một cây đỏ Dubai cao to ha, chân dài mỹ nữ. Dạ, cái sạch sẽ. Ship Việt Care Boss nó làm muốn hết cái cây. Rồi, 1 triệu 2 thôi quý chú ơi, cây này quá đẹp luôn á. Về mình đặt vô cái chậu hay là đặt vô cái chỗ cái khoảng sân nào của mình á là bông hoa rực rỡ luôn. Đỏ Dubai rất đẹp. Bông nó to anh ha. Ừ, bông to chẳng đỡ. Rồi đổi luôn giúp em ha. Rồi tiếp anh ơi. Rồi cây 13 là cây mai Vạn Phúc nha quý cô chú anh chị. Mai Vạn Phúc. Dạ cây này em cũng đã thường lại là cao rồi. Tính từ mặt bầu lên đó là được 1m1. Dạ Tết tới mình chơi mai Vạn Phúc đi. Dạ. Quý chú cho có nhiều phúc vô nhà mình luôn. Tán ngang gì đây là được 1m2. Dạ. Cây mình dày đặc mình đã thường lại cho quý cô chú anh chị. Hôm nay em giao lưu mấy cây trang chứ mai này là thuần lại hết. Anh trồng trên bờ bao chú. Dạ. À, thọ trồng lại thuần. Mai Vạn Phúc ha. Dạ. Nó có hoa nằm cánh màu trắng giống như mai chú thủy vậy đó. Dạ. Rồi. Đây. Cây này thì bốn phía nó đều tròn đều gan hết nha quý cô chú anh chị. Và anh em đo vị trí này là 26 quý cô chú anh chị. Dạ 26. Cây mình không có sâu bỏ, không có bỏ nhánh cây nào, nhánh nào hết nha quý cô chú. Rồi. Đây. Dạ. Cái này cũng thích hợp để cho vua chú mình vô chậu nè ha. Dạ. Cây tròn xe vậy nè. Giá nhiêu đây anh Thành ơi? Dạ 1 triệu rưỡi là phí ship toàn quốc luôn đó Khánh ơi. 1 triệu rưỡi thôi anh ha. Dạ. 1 triệu rưỡi thôi, ship toàn quốc luôn. Mình có một cặp anh ha. Dạ một cặp, đằng kia. Dạ. Đằng kia. Dạ. Nữa. Dạ, đỡ cỡ 1 km thêm cây nữa nè vua chú. Vậy dưới đây là theo mã số 14. Dạ 14 cũng là mai Vạn Phúc quý cô chú anh chị. Tính từ mặt bầu lên là 1m1. Dạ, cây này cũng y gan cây kia. Dạ. Anh lựa cặp mình có thể chơi. Rồi ngang 1m2. Dạ. Dạ, hôm nay bông hoa rực rỡ cho mình lựa chọn ha chú. Đặc biệt rất là nhiều trang đẹp á. Quý chú cứ liên hệ với anh Thành ha. Dạ. Trang Dubai, trang hồng phấn rồi này nọ các kiểu, rồi trang đỏ, trang vàng. Rồi đo hoành thân luôn anh ơi, cây này. Rồi hoành thân nó 25. 25. Dạ. Rồi nó đóng dáng gì đó quý cô chú anh chị. Chung mà thuần trên môn. Dạ. Rồi cho em giá luôn anh ơi cây này. Cây này 1.4 triệu Khánh ơi. 1.4 triệu phí ship cũng toàn quốc luôn Khánh ơi. Mai Vạn Phúc ha chú. Dạ. Cây này mấy cây này đi thì nó rụng lá nha quý chú ơi. Dạ. Mình đụng vô nó rụng lá, nó hơi đỏ đỏ chút xíu nhưng mà không thành vấn đề gì hết. À, quý chú đây nói trước đó thôi, mình về mình thấy lá rụng nhiều quá cái mình sợ. Dòng này thì đi mình bó đi thì nó sẽ rụng lá thôi quý chú. Bông nó nè, bông Mai Vạn Phúc nè. Đó. Trong cái nhị nó màu vàng. Thân nè. Rụng lá không sao chứ, rụng lá này nó thay lá mới. Rồi 1.4 triệu anh hả? Dạ. Rồi tiếp tục luôn là tiếp theo là gì đây anh? Tới em còn cặp Mỹ Cam. Mỹ Cam ha. Dạ Mỹ Trang Mỹ Cam, mẫu đơn Mỹ Cam cũng cây thì rất bình thường nhưng mà rất đỉnh nha quý cô chú anh chị. Anh trồng Mỹ Cam rồi đỏ Dubai rồi Pháp. Vàng hường. Sọc đột biến gì tùm lum hết trơn nè quý chú, đầy đủ hết trơn ha. Quý chú nào có yêu thích trang thì liên hệ với anh ha. Ở một bờ vậy là mấy chục cây cả trăm cây không? Mấy cây này là ở trong bờ gặp đó, em bứng ở đây là em thần đó. Dạ. Đằng này nó giao lưu là mình tỷ lệ mình nó không còn lệch nữa. Còn đây trồng ổ lộn nuôi ốc quý chú ơi. Phía dưới này là nuôi ốc. Mấy cái này là anh Thành là vua ốc. Dạ, ông vua ốc. Rồi, Mỹ Cam tiếp ha quý cô chú. Anh Thành ơi. Dạ, cái này là Mỹ Cam nha quý cô chú anh chị. Dạ, trang Mỹ Cam. Dạ. Số đồ quý cô chú anh chị yên tâm nghe, chiều cao tính em tính từ mặt bầu lên là 1m3. Anh
trồng dưới đất ha chú. Dạ. Ngang gì là 1m2. Rồi. Cây cũng khá dài khá lớn nha quý cô chú anh chị. Một cốt anh ha, một dạ, cốt. Một này đi thì mình bó bầu lại cho quý chú ha. Dạ, em bao sống bao xít quý cô chú chị an tâm. Dạ, Mỹ cam. Dạ, dòng Mỹ cam thì nó sống khỏe lắm. Rồi đo hoành thân giúp em luôn anh Thành ơi, gửi các em đi qua đó cho mình xem. 17. Dạ 17. Dạ. Để anh đo cái thoát thân nha. Cái thoát thân thì được 42. Dạ đây, một cốt. Chưa có mâu gì hết trơn ha. Dạ, nó vậy thôi. Hết. Em trồng ngô. Dạ trồng ngô tại thì lâu năm rồi nó bài bài chứ trồng ngô được cây nó sống khỏe lắm. Đó, ảnh cũng có nhiều cây lắm nha quý chú. Dạ. Mình giới thiệu mẫu hai cây thôi. Rồi cây này giá nhiêu đây anh ha? Mã số 15. Dạ. Cây Mỹ cam này trên Zalo là 1.6 triệu phí ship toàn quốc luôn cái này. 1.6 triệu anh hả? Dạ. Dạ. 1.6 triệu ship toàn quốc cho cây mình. Cây này đi là em ngắt bông ngắt đầu non nha quý cô chú anh chị. Mỹ cam hay cô chú. Bông rực rỡ nè, như mấy cây này cực kỳ luôn. Đó, ảnh có nhiều cây lắm, mình giới thiệu hai cây thôi, còn quý chú nào mình lấy nhiều nhiều thì ảnh bớt cho mình ha. Dạ. Anh Thành có đủ các loại trang luôn. Rồi cây bên này anh ơi. Dạ, rồi cây 15, cây 16 cũng là Mỹ cam. Cao lên 1m25. Dạ. Cây này con thấy cũng cũ cũng nở lắm mà à, chưa có môi. Rồi tán ngang 1m2 luôn. Tán ngang 1m2. Dạ. Rồi đây. Dạ. Cận cảnh cái gốc này luôn nè. Em đo cái thoát thân. Cái thoát thân này thì được 35. Hoành thì được 16. Dạ, hoành 16. Rồi. Cụ nở nha quý cô chú anh chị. Em có nhiều quý cô chú anh chị cần thiết em lớn nhỏ gì có đủ. Dạ. Ha anh ha. Dạ. Đủ cỡ hết quý chú ơi. Em quay phim em gửi quý cô chú anh chị. Rồi như cây này 16 này giá nhiêu đây anh ha? Dạ 1.5 triệu cái này. Dạ. Ship toàn quốc luôn. 1.5 triệu thôi quý chú ha, ship. Dạ. Toàn quốc luôn. Rồi muốn nhỏ hơn có, muốn to hơn cũng có quý. Dạ. Chú ha. Mình cứ liên hệ trực tiếp với anh giúp con ha. Rồi cây còn gì nữa không anh? Dạ còn cái phôi tiến khỉ với cái phôi Mỹ với Mỹ đỏ. Dạ, dạ rồi. Dạ. Anh ơi. Dạ, rồi cái tiếp tục là cái phôi đỏ lá lớn là có, mình gọi là Mỹ đỏ đó quý cô chú chị. Dạ. Dạ, cao nó được cao nó được 72. Cao 72. Dạ. Cắt phôi anh hả? Dạ, em cái này em cắt phôi nè. Hoành nó được 23. Dạ, cây này cốt khá to nè quý chú. Dạ. Mình có thể mình ghép cũng được ha. Dạ. Rồi. Nó có cái mặt cắt cây mà cây nó sống khỏe không thành vấn đề Khánh. Dạ. Đây. Cái này là đỏ lá lớn rồi cũng có người gọi là Mỹ đỏ. Mỹ đỏ xưa của mình đó. Dạ rồi. Bông dạ, rất bông là đỏ. Đỏ cam chút xíu là cái này là Mỹ đỏ. Rồi, giá nhiêu đây anh ơi? Dạ cái này em ship toàn quốc 700. 700 thôi hả? Dạ, 700 thôi. Cho mình ghép mình chơi ha. Dạ. Cái cốt này một cốt to lắm chú. Dạ. Tay con đưa vô nè. Rồi thoát mình cả gan. Mình có thể cắt lùng lực lại mình ghép ha. Đế cũng xè vậy. Dạ, đế khá đế là cây này. Mã 17. Rồi. Rồi 18 là phôi chiếu thủy cũng là cuối cùng luôn Khánh ơi. Dạ rồi. Bữa nay hơi nhiều người quý cô chú chị thông cảm chút xíu. Dạ. Dạ cao được 54. Ngang nó được 42. Dạ rồi, quay vòng. Mình về mình cắt lại ha chú. Cắt vót. Dạ. Ngọn lùng lượt gì đó ha, tùy ha. Cây này nó lên đâm tầm chân tại vì em mới cắt. Dạ, cắt cây con thấy trước mắt là cây nó rất là già. Dạ. Mình có thể rút chân cành này lại lấy chi mới của chú à. Dạ. Ảnh rút nhẹ nhẹ vậy đó. Trời gian trực vót búp màng cũng được, trực vót ngọn ha. Này cũng có cốt cành nè, anh giữ vị trí này đi. Đó, vị trí này thì mình nhìn thấy cốt cành có sẵn hết chú. Dạ. Đó. Em vô cái hoành thân vị trí này coi. Được 41 cái này. Dạ rồi, 41. Cái tổng cái nồi ghế, nồi đế của nó được 63. Dạ. Rồi. Nhiều đây anh ha. Dạ. Cái này em xin giao lưu 1.100.000 phí ship toàn quốc rồi Khánh ơi. 1.100.000. Dạ, chiếu thủy lá lớn da nu nha quý cô chú anh chị. Nu da đen lá lớn. Dạ. Rồi, cây này cũng là cây cuối anh ha. Dạ. Mình chào luôn anh Thành ơi. Dạ em
cảm ơn quý cô chú anh chị đã nhín hết thời gian xem hết clip ạ. Dạ. Em chúc quý cô chú anh chị thật nhiều may mắn, thật nhiều hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Dạ em xin hết ạ. Rồi em chào anh Thành, ông Vua Ốc. Con cũng kính chào quý chú luôn ha. Hôm nay trang nhiều ha chú. Ảnh cũng chưa giới thiệu hết nữa. Nhưng quý chú có quan tâm tới những cây trang đẹp thì cứ liên hệ Zalo với anh Thành ha. Rồi ảnh chụp hình ảnh gửi cho mình thêm các loại. Con cảm ơn quý chú đã dành thời gian theo dõi ha. Hẹn gặp lại những clip tiếp theo trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây.